Ho, ho, ho. Merry Christmas. Tao nhưng bị nghề này nó dập xong tâm lý ở dưới đấy. Tao thoát được tệ nạn, thoát được cảnh vùng dao. Tao đánh được tất cả để chân chạy đến được đây. Trên cao, tao biết là tao vẫn đang chính là tao. Khi mà chơi chán và phim sao mau. Đôi khi rất là cô đơn, tao lại hết sức cô đơn. Tao lấp vào trong bánh cao cao. Như là Pacquiao, Manny Pacquiao, Shadow Box, xin đến Vinahouse. Tôi chưa thấy tao đang nhanh hơn tao. Thác đổ, flow tao dồn xuống như là K50. Đó em quá nhỏ anh không thấy. Lúc em đang lớn anh không hay. Năm em 16 không ai tin em sẽ xinh đến như vậy. Girl, you so fine. Dope chỉ có love với cái tình của champagne. Damn, girl, you so fine. Like a boss vì nó nằm ở trong gen. Yeah, hết đêm nay em sẽ nằm ở bên ai. Hết đêm nay anh sẽ nằm ở trong em. Damn girl, you so fine. Nọc hết cả cốc từ Sài Gòn mình sang Phường. girl, you so fine. Don't take a look, pick a thing with jump bang. Damn girl, you so fine. Look like a boss, but no number jump gen. Yeah, head them night as a number band I. Head them night as a number jump M. Damn girl, you so fine. No, head the cop, this is going sang film. Thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà ở một nơi chỉ có đôi ta. Nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện cùng sẻ chia về những ước mơ. Thằng kỳ cục như được gái đẹp trai có duyên thân thiện hài hước của nút đỉnh cao biết là nghe ga lăng nam tính dâu hết cả hơi. Nói chung là hút gái đi tàn gái tao hâm dở nhưng mà không hiểu sao các em nhắn tao hoài. Đưa một em lên hotel hàng bài, em đang cởi áo tự nhiên tao dừng lại. Tao bảo em view Hồ Tây đẹp quá em ạ, xong ra cửa sổ rap freestyle. Người Hà Nội nên là tính tao cục và đôi khi lại mày hứng lúc tao chửi bậy. Ngoài kia đầy những câu nói khiến con tim em say đắm xung quanh là những lời mời nghe thoáng qua thì hay lắm, những lời hứa hẹn được viết bằng thơ vượt khó khăn và trăn trở. Nhưng có một điều em cần phải nhớ là thời đại này thằng nào cũng văng vở. Và nếu anh là trẻ con anh viết bài ca bi vòng, anh viết tình yêu là cả bầu trời hai đứa mình thì đi hòn. Và nếu anh là trẻ con anh làm hơn trăm thằng kia cộng lại.